Giá mỗi cần vờ tăng cao nên hầu hết dùng thuyền gắn máy và trang thiết bị như phễu lưới để thu hoạch được nhiều hơn và nhanh hơn. Vờ là loài côn trùng có vòng đời qua hai lần lột xác. Lần đầu là ấu trùng ở dưới đất ngoi lên mặt nước lột xác, hay còn gọi là con lư. Vờ bay khoảng 15 phút rồi lại lột xác, lúc đó nhẹ và bay nhanh hơn. Cả quá trình này khoảng 60 phút. 5 giờ sáng trên mặt sông Hồng, hơn 10 chiếc thuyền máy chạy đi chạy lại nhiều vòng. Trên thuyền một người cầm lái, một người dùng đèn soi trên mặt nước làm hoa tiêu để phát hiện nơi có nhiều vờ nổi. Thuyền chạy hơn 500 mét là phải kéo phễu lưới để vớt nhằm giảm sức nặng cho thuyền và tránh vờ nát dưới nước. Một gia đình làm nghề khai thác vờ chia sẻ, con vờ thường xuất hiện ban đầu với số lượng ít, đến sáng hôm sau thì ồ ạt trắng xóa mặt sông. Từ đêm, cả nhà mất ngủ để chuẩn bị ngư cụ và phương tiện cắt cử thay nhau trực. Thời tiết thay đổi, vờ có thể ra lúc 4 giờ 30, bình thường sẽ ra mạnh lúc 5 giờ. Thời gian xuất hiện chỉ khoảng 10 đến 15 phút là trắng mặt sông nên phải chạy thuyền nhanh mới kịp thu hoạch. Ngày cao điểm, mỗi gia đình bắt được 40 kg, giá từ 300 đến 500 nghìn đồng 1 kg. Vờ được chế biến thành nhiều món ăn như vờ chiên lá mắc mật, nộm vờ, vờ xào, lẩu vờ riêu cua, vờ nấu chua, nhưng ấn tượng